397天, ngày ba trăm chín bảy. cái đó các cháu chẳng lẽ không phải người Trung Quốc sao? cách nói cái đó ở đây cũng rất thường gặp trong tiếng Trung. này cờ, nhìn mến nán tàu, bố sử Trung Quốc nhân mà. cờ, 们难道不是中国人吗？那个，你们难道不是中国人吗？ Bây giờ, hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi về phía trước đại khái khoảng 200 mét. Hoàng dấu Chất liệu vải sờ lên. mua chỉ lái. Dân mẹ đến tự chọn. Tải tha lái tự chuyển. Chất liệu vải rất mềm mại. Miền Chuyên tâm chọn, chú tâm chọn. Trang xin theo. Trang xin theo. Hai triệu nguyên văn là hai trăm vạn. Ở trăm hoàn. Lãng bài Tổng công ty phái đến, tổng công ty cử đến. Dùng công sư phải lái. Xiên thì dê nướng, hỏi dáng rầu tròn, không gấp không vội, bù trí, ngồi một lát, Rồi ý quở, nhà đối diện kia, tuệ miền nể cha, bốn mươi hai nghìn đồng, sửa hoàn lẻng chiên tuẩn. năm trăm linh hai nghìn ủ sứ chiên lần sau lại đến xa xứ giải lái phần của chị của phần còn phàn nàn hãy bảo vệ. Ăn sạch rồi. Chứ quang lợ. Chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Chỉ có châu mùa khởi chế chả rử. Quyết định đi. Chuyết định bà. Bà chủ. Lão bà nháng món ăn. Chải miếng. Đến thấy còn chưa thấy qua. Lén triển đâu mấy triển của. Gợi ý cho chúng cháu, giới thiệu cho chúng cháu. cái của mình thuê tiền. Chẳng lẽ, lên nào? Nán đảo.